Kính thưa quý vị đại biểu, chim cư cư trên rừng gọi đàn, các bạn ơi mau nhanh chân xuống núi đi học chữ, đường về trường còn xa lắm đấy, nhanh nhanh chân, để rồi hôm nay đi học xa, đường tương lai lại gần. Đó là lời bài hát Đi học xa, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Mai Lộc do em Vũ Thị Linh, học sinh lớp 6C trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay đi học xa, đường tương lai đường gần.